Đấy, đang dỡ một cái nhà cổ nhỏ nhỏ. Rất là hay. Đấy, nhà cả lim, cả xoan. Đa số là lim. Có cái bức này rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Bực bực. Nó gần như dạng là cửa võng. Đợi cháu khoảng mấy phút cho anh em nó dỡ cái này ra cái đã. Vào vào đi. Cho anh em nó dỡ cái mảnh ra. Đấy. Rất là đẹp luôn. Hai cái bức cột này đục đẹp. Cái này về thì mình đang tính là bổ sung thêm đủ hết cột vào. Đây, ở đây cũng bổ sung thêm đủ hết cột vào đây luôn. Bổ sung đủ cột vào thì là sẽ lên một cái nếp nhà ba gian để làm gian thờ rất là đẹp. Đấy, sẽ làm ba gian thờ toàn bộ là gỗ lim hết. Thì hai hàng kia sẽ là 1, 2, 3, 4, 5. Tổng cái nhà này sẽ bổ sung đủ cột và là thành 18 cột. Đấy, tổng cái nhà này bổ sung đủ cột vào thì sẽ thành 18 cột anh em nhé. 18 cột. 18 cột. Các cái bức cốn đục. Các cái bức cốn đục rất là đẹp. À, nó có đục được tí này, đục đẹp. Nhà có cả kẻ hiên luôn. Nhà có cả kẻ hiên luôn. Sàn nách kẻ hiên đục đẹp. Nhà trồng mê cốn. Thay đủ cột thì rất là đẹp. Đang tính thay đủ cột luôn vào cái nhà này luôn anh em nhé. Thay đủ cột vào cái nhà này luôn. Xuống không? Xuống cả bức đấy chứ. À, thế đẹp quá rồi. À, ok. Rồi, nhấc. Luôn cái dây điện qua. Đấy. Cái bức đục nhỏ rất là đẹp luôn. Thay tất toàn bộ những cái nào không phải là lim, thay hết là lim hết. Đấy, thì lên cái nếp nhà này ba gian 100% là lim luôn để cho anh em yên tâm. Nhỏ nhỏ nhưng mà khá là đẹp, đủ thêm đủ cột thì nó sẽ đẹp nhé. Đấy đúng rồi, để cái bức này ra ngoài. Rồi, ok. Lành lặn nha, đúng không? Lành lặn quá đẹp luôn.